Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Do đây. Đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì mình lại tiếp tục đi solo danh đây. Chắc hẳn là anh em cũng đang thắc mắc là tại sao mà cái đợt gần đây mình đi solo danh nhiều như vậy phải không? Tại vì là mình đang muốn leo lên danh huyền thoại ấy mà. Nếu mà mình nhớ không nhầm ấy thì hình như là mùng 2 tháng 3 là hết mùa này rồi. Nên là anh em nào mà chưa cày ấy thì tranh thủ mà leo đi nhá, không rồi hết mùa lại tiếc đấy. À, khu vực này có hai người xuống cùng với mình. Đây rồi nhá, mình thấy rồi nhá. Bạn cứ chờ đấy. Chạy đi đâu? Này, này, úi. Đâu nhờ? Nếu mà anh em nào mà vừa xem cái đoạn mà mình bắn shotgun vừa rồi ấy thì anh em quên nó đi nhá. Không biết là ui, có tiếng súng anh em ơi. Ở đâu được nhờ? Từ từ. À, chạy tít ra kia rồi cơ à? Bạn gì ơi, hình như là bạn ấy không thấy mình thì sao ấy. Thôi kệ vậy, mình đang đi leo danh mà. À, có P90 nhưng mà mình không bắn đâu. Không biết là anh chàng kia chạy đâu mất tiêu rồi. Nhanh thật đấy. Đồ đạc bạn ấy cũng không thèm rụng luôn anh em ạ. Mãi mê đi sang cái chàng trai kia quá mà mình quên mất rằng là mình chưa đốt đồ anh em ạ. À, sao hàng rào kìa. Yếu này. Tính chạy đâu hả chàng trai? Lấp được rồi anh em ơi. Bắn đi. Bắn chán đi. Một viên này. Hai viên này. Nó vẫn mù mắt như mọi khi anh em ạ. Mình gương máu trước xong rồi tính tiếp. Này giúp này. Nó lại ngon lành ngay. Chắc hẳn anh em cũng đang thắc mắc là tại sao hôm nay giọng của mình nó lại khang khác phải không? Tại vì là mình đang bị đau răng anh em ạ. Xong rồi lại còn bị nhiệt ở cái lưỡi nữa. Nên là lúc mình nói ấy, nó cứ bị đau. Đau cả lưỡi, xong rồi đau cả răng. Đó, thốn dã man con ngàn luôn. Xong rồi đến lúc mà mình nói ấy, nó lại cứ như kiểu là bị lớ ấy. Kiểu như là bị ngắn lưỡi anh em ạ. Mà không làm video cho anh em thì không được. Mà làm video cho anh em thì sợ là cái video nó không chất lượng, anh em lại không xem thì buồn lắm anh em ạ. Nhưng mà thôi, mình thích thì mình làm thôi mà. Anh em chịu khó nghe cái giọng này một hai hôm nhá. Khi nào mà mình khỏi thì cái giọng nó lại trở về như bình thường. Mà cái giọng này đúng là chuối luôn anh em ạ. Đến mình nói mình còn cảm thấy nó chuối nữa, là không biết là anh em nghe thì anh em có thấy nó chuối hay không. Súng điện, bom keo này. Bên ngoài có tăng giáp nữa kìa. Ăn luôn thôi chứ ngại ngùng gì. Còn tận 31 người liền cơ à. Đông phết nhờ. À, có hai anh niên vừa chết kìa. Vừa nói xong. Như vậy là chúng ta chỉ còn có 29 người. Cái thằng giáp bên kia vẫn còn kìa. Anh em thấy không? Như vậy là mình đã có mũ 3 và có luôn cho mình cái giáp trắng rồi. Đồ đạc thì ok rồi đấy. Mỗi tội là không có người để bắn nhau thôi. Anh em cứ để ý mà xem nhá. Những cái trận nào ấy mà chúng ta đi săn người ấy thì lại gặp rất là ít người. Còn những cái trận nào ấy mà chúng ta núp để mà leo danh ấy thì lại gặp rất là đông người. Tuy là nó hơi vô lý nhưng mà ấy, lại cực kỳ thuyết phục ấy nhá. Còn một cái cũng vô lý tương tự, đó là khi mà anh em
lút đồ ấy, thì anh em lút gần như là nửa cái bản đồ nhưng mà không hề gặp ai. Xong rồi đùng một cái, đến lúc mà gặp người là bị bắn chết luôn. Mà cái lúc gặp người ấy, nó không phải là gặp một người hay là hai người đâu, mà chúng ta gặp một đống người luôn. Và những lúc như vậy ấy, thì chỉ còn biết bó tay thôi chứ biết làm nào. Chỉ có... Ui, có xe này. Chịu nha. Lên luôn anh em ơi. Bắn mình mà được à? À, bông kêu nhanh đấy. Này thì shotgun này. Ok. Đúng một viên vào đầu là bạn ấy nằm rồi. Chạy mãi mới được 2 kill. Cũng hơi buồn. Nhưng mà thôi kệ vậy. Đó. Anh chàng hết đồ rồi. Chúng ta đi săn tiếp thôi. À, khoan. Có người anh em ơi. Có người trong cái lều màu vàng. Mình sẽ lên luôn này. Ê, đạn này bạn ơi. Chạy đi. Sang bên này. Ơ. Ui. Đông vui thế nhở. Ném lựu à. Trượt rồi. Cứ bình tĩnh nha bạn ơi. Lựu choáng nè. Chạy đi. Choáng chưa? 2 viên. 3 viên. 4 viên. Ui. Không chết luôn kìa. Bắt đậu xanh. Lại mù mắt nữa rồi. Toàn thế nhở. Ây à. Hai hướng liền cơ à. Càng đấy. Này thì căng này. Nào. Anh chàng bên kia đâu? Phá bom keo này luôn. Hình như là có phóng lựu mini hay sao ấy. Ô, nhiều thế nhở. 2 viên. Thiếu này. Ô, không chết kìa. Này thì nấp này. Nó lại thơm ngay anh em ạ. Như vậy là mình được 4 kill rồi. Chị Hằng đang thả bom anh em ạ. Núp một chút đã. Lâu thế nhờ. Ok. Hết rồi. Xem nào. À, MP này. Mình sẽ bắn cái cây MP này luôn nhá. Cũng muốn bắn shotgun lắm nhưng mà nó mù mắt quá nên là thôi. Máu nó này. Không còn ai còn bom keo nhờ. Mình cần bom keo cơ. Anh chàng cũng không có luôn. À, phía sau có người. Được lắm bạn ơi. Mình sẽ công lên luôn này. Hy vọng là bạn ấy sẽ có thêm một hai cái bom keo. Đâu rồi?
cứu nhá. Này shotgun này. Bên kia có người. Đang giao tranh hả ta? Mình thấy rồi nha. À chạy à? Đi đâu? Đi đâu? Ngon ngay anh em ạ. Nào, anh nhà này có bông keo không? Được một trái. May quá. Có vẫn còn hơn không mà. Đi thôi. Để xem anh chàng trước mặt của chúng ta có gì hay không. À đây rồi. Một đống anh em ạ. Đấy. Thao xài luôn. Tăng giáp nữa kìa. Ok. Và bo. Bỏ chúng ta cũng đang thu rồi mà. Có thính kìa anh em kìa. Quanh đây có ai không ta? Có con đồ kìa. Cái bon này mà còn tận 12 người. Còn nấm luôn này. Quanh đây nó lại cứ im im. Nghỉ thế không biết. Có ai không? Không hề có ai. Trên cái nhà kia có người anh em ạ. Đúng rồi đấy. Yếu này. Chạy đâu? Mình xin. Chạy đi đâu hết nắng được. Thôi, có lẽ là mình cũng cần phải tiến dần vào bo. Cái bo này không đùa đâu anh em ơi. Còn tận 10 người liền cơ mà. Bo về khu dưới à? Bo bo anh em ơi. Không hề có ai quanh đây. Đó.
toàn ngay anh em ạ. Nhưng mà cái chỗ này nó vẫn chừa trong bo. Bên ngoài người kìa. Làm gì đấy chàng trai? Tí nữa thì bắt đầu với mình nhá. Yếu này. Xong con ong. Chỉ còn 6 người nữa thôi. Cố lên nào. Năm người. Bên dưới trường học thì chắc chắn là có một người rồi. Mình ở đây. Vậy là còn 4 người ở trên này nữa thôi. À, chạy à? Đi đâu? Một viên bắt đầu nhá. Quay lại à? Này thì quay lại này. Ngáo. Ok. 4 người. À, còn 3 người nữa thôi. Trên nhà trắng. Đó, lựu đạn đó. Mệt quá anh em ạ. Chỗ này thì vẫn ở trong bo. Mình sẽ chờ. Bo bé tí này mà 4 người liền. Sao chơi? Khó ghê anh em ạ. Có tiếng bước chân nữa kìa. Ui. Yếu nha. Kén thôi. Bỏ thú mất rồi. Mẹ. Toàn thế nhờ. Mình bị bắn từ mấy hướng liền. Ui. Bắn ghê thế. Wow. Mặc đồ na ná con boss. Nhưng mà bắn thì rất là ghê. Ok. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì ở video của mình thì anh em cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Bye bye.